Vâng, xin chào mừng tất cả quý khán giả đến với lễ hội Bổng Điền năm 2023. Và đây là màn khải kiệu rất khí thế. Năm nay Bổng Điền tổ chức rước kiệu với 6 cố kiệu cùng khởi hành. Đó là một kiệu Bát Cống, hai kiệu Long Đình, kiệu Song Hành, kiệu Hậu Bành và kiệu Võng. Tất cả cùng tham dự trên một cái hành trình rước kiệu từ khu vực trung tâm lễ hội Bổng Điền là khu vực Sân Đình và lên theo triển đê Trung ương và đến sông Hồng. Như vậy là theo cái hành trình rước nước của đoàn thì sẽ kéo dài trong vòng nửa ngày. Mời quý vị anh chị các bạn sẽ theo dõi tiếp chương trình này nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Đi thôi. Đi thôi.